Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà mặt tiền đường Lê Hồng Phong thuộc phường 12 quận 10. Nhà hai mặt tiền, một mặt tiền trước là đường Lê Hồng Phong và một mặt tiền sau là hẻm xe hơi 10m. Với diện tích ngang 4, dài 24, công nhận 80m2, kết cấu trệt 4 lầu và sân thượng. Hiện trạng thì đang cho thuê, hợp đồng thuê lâu dài. Về pháp lý thì sổ hồng cá nhân đứng tên. Hướng chính của nhà là hướng Đông Bắc. Và hiện tại tài sản này đang được chủ nhân chào bán là 38 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 7572158. Số điện thoại có Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị về bất động sản này.